Chào mọi người, mời mọi người ăn món mì tôm hốc chó mình nhá. Sinh viên nghèo đói khổ nên là phải ăn như thế, bát đũa thì không có anh em ạ. Chăn chiếu thì chiếu có nhưng không có chăn nhá anh em nhá. Nói chung là mình cũng gọi là vất vả, mình đi làm thuê kiếm từng đồng tiền một cũng không gọi là dễ gì cả. Nói là mình ăn từng bữa là như thế này đấy anh em. Đấy thì mọi người đấy thương mình thì mọi người ấn đăng ký kênh bên dưới, đừng quên cho mình một like và theo dõi và ấn chuông bên cạnh để nhận